Tháng 4 này, đi săn bướm và đom đóm ở Vườn Quốc gia Cúc Phương là một lựa chọn tuyệt vời cho các bạn nhỏ. Vườn Quốc gia Cúc Phương là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở Việt Nam dành cho những ai yêu thiên nhiên và muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng miền Bắc. Nằm ở Ninh Bình và cách Hà Nội khoảng 120 km về phía Nam, Vườn Quốc gia Cúc Phương là một điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ và đầy thú vị. Một trong những hoạt động thú vị nhất khi đến Vườn Quốc gia Cúc Phương chính là đi săn bướm và đom đóm. Từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, hàng triệu con bướm và đom đóm xuất hiện trong khu vực này, tạo ra một cảnh tượng vô cùng ấn tượng và đầy màu sắc. Du khách có thể tham gia các chuyến đi bộ đêm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của Vườn Quốc gia Cúc Phương và tìm kiếm những loài bướm và đom đóm độc đáo. Ngoài hoạt động săn bướm và đom đóm, du khách cũng có thể thăm bảo tàng động vật quý hiếm của Vườn Quốc gia Cúc Phương. Đây là nơi trưng bày các loài động vật quý hiếm và đặc biệt của miền Bắc Việt Nam như gấu mèo, khỉ đầu chó, gâu nai, báo đốm, rắn hổ mang, v.v. Bảo tàng được thiết kế theo phong cách hiện đại và rất hấp dẫn đối với những ai yêu thích động vật. Nếu bạn muốn trải nghiệm những hoạt động mạo hiểm hơn, hãy tham gia trekking đến cây trò ngàn năm tuổi. Đây là một trong những cây cổ thụ lớn nhất và cổ nhất của Việt Nam, được coi là biểu tượng của Vườn Quốc gia Cúc Phương. Để đến được cây trò ngàn năm tuổi, bạn sẽ phải trải qua một chuyến đi bộ đầy thử thách và mạo hiểm, nhưng khi đến được đích bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của cây cổ thụ này. Ngoài các hoạt động và trekking, Vườn Quốc gia Cúc Phương còn nhiều địa điểm tham quan khác mà bạn không thể bỏ qua. Một trong số đó là thăm hang động Bản Long, một hệ thống hang động tự nhiên có niên đại hàng triệu năm. Không chỉ thế, Vườn Quốc gia Cúc Phương còn có một hệ thống các đường dẫn và lối đi bộ dài khoảng 20 km cho phép du khách khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của núi rừng miền Bắc Việt Nam. Vườn Quốc gia Cúc Phương còn là nơi cư trú của nhiều loài chim quý hiếm, chẳng hạn như chim én đuôi dài, chim hoa vàng, chim công đỏ và chim lửa. Để quan sát các loài chim này, bạn có thể tham gia các chuyến đi bộ hoặc thuê một chiếc xe jeep để đi dạo trong khu vực. Nếu bạn muốn ở lại đêm tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, bạn có thể tìm đến các homestay hoặc các nhà nghỉ tại đây. Bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người bản địa, nếm thử các món ăn đặc sản và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống như múa xòe, múa sạp và hát dân ca. Với những hoạt động thú vị và các địa điểm tham quan đa dạng, Vườn Quốc gia này là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu về thiên nhiên và động vật miền Bắc Việt Nam, hoặc đơn giản là muốn tránh xa nhịp sống ồn ào của thành phố và thư giãn trong không gian xanh tươi mát. Tuy nhiên, khi đến với Vườn Quốc gia Cúc Phương, bạn cũng cần trang bị đầy đủ đồ dã ngoại và giày thể thao để có thể tham gia các hoạt động như trekking và đi bộ trong rừng.